Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024. Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới vừa chứng kiến một trong những tuần ít kịch tính nhất trong 5 tuần vừa qua. Nhưng như những trường hợp gần đây, nó đã để lại một số pha thót tim cho những người tham gia thị trường vào cuối tuần. Giới đầu tư cho rằng vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố và kim loại quý này có khả năng sẽ tăng cao hơn trong ngắn hạn. Ở trong nước, giá vàng miếng đóng băng 2 tuần liên tiếp ở dưới mốc 77 triệu đồng một lượng. Trong khi giá vàng nhẫn bố số 9 bất ngờ lao dốc lùi về mốc 76 triệu đồng một lượng. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 6 triệu đồng một lượng so với giá vàng miếng và 4 triệu 300 nghìn đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 74 triệu 980 cho đến 76 triệu 500 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 74 triệu 700 nghìn đồng một lượng và 76 triệu đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 2 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng và 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng và 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 2 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 2 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu ở chiều mua đứng tại mức 75 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại My Hồng SJC ở chiều mua hiện đang có mức giá 76 triệu 500 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Exim Bank ở chiều mua đang giao dịch tại mức 74 triệu 980 nghìn đồng một lượng, chiều bán 76 triệu 980 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9, vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua, hiện đang niêm yết mức giá từ 28 triệu 782 nghìn đồng một lượng đến 73 triệu 750 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 31 triệu 282 nghìn đồng một lượng đến 75 triệu 350 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, giá vàng thế giới tăng giảm bất nhất trong tuần vừa qua, bị chi phối bởi tình hình sức khỏe của đồng đô la và các dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ. Giá vàng thế giới giảm vào phiên giao dịch ở cuối tuần trong bối cảnh thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trên phố Wall vẫn còn thận trọng về hướng đi trong ngắn hạn của vàng, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ duy trì sự lạc quan với kim loại quý này, với 55% số nhà đầu tư tham gia khảo sát dự báo giá vàng sẽ tăng. Ông Mark Chandler, giám đốc điều hành tại Bannock Bullion Forex cho rằng tình hình địa chính trị sẽ đẩy giá vàng thỏi tăng cao hơn vào tuần này. Theo ông, kim loại quý màu vàng đang kiểm tra lại vùng 2.368 đô la và có thể đạt mức 2.388 đô la Mỹ đến 2.390 đô la Mỹ một ounce. Cùng quan điểm, các nhà phân tích tại CPM Group cũng dự đoán giá vàng sẽ tăng cao hơn trong một hoặc hai tuần tới. Các vấn đề về chính trị, kinh tế và thị trường tài chính có khả năng sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn, hướng tới mức 2.400 đô la Mỹ, thậm chí là 2.450 đô la Mỹ một ounce, và sức mạnh của đồng bạc xanh sẽ không là vấn đề đối với kim loại quý này. Tuy nhiên, các nhà phân tích của tập đoàn này cảnh báo rằng sự gia tăng này chỉ có thể diễn ra trong thời gian ngắn và sẽ tan biến ngay sau tuần đầu tiên của tháng 7. Chuyên gia phân tích cấp cao tại TD Securities nói rằng thị trường ngày càng nghiêng về dự đoán Fed sẽ bắt đầu chương trình nới lỏng tiền tệ. Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi như là vàng. Ông Ricardo Evangelista, nhà phân tích cấp cao tại Activitech cho biết động lực chính tăng giá của vàng vẫn là kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Fed. Song, biên độ tăng giá nhẹ do thị trường chờ đợi những tin tức quan trọng hơn. Trong khi đó, nhà môi giới hàng hóa cấp cao ông Daniel Papillon của Rio Fururi nói rằng dù vàng đang được hỗ trợ bởi xu hướng đô la hóa, nợ, bất ổn địa chính trị, nhưng kim loại quý này có thể sẽ giảm trong thời gian tới. Ông cho rằng bình luận cứng rắn từ các quan chức của Fed và các dữ liệu kinh tế mạnh là các yếu tố đẩy giá vàng đi xuống. Hiện tại, giới đầu tư đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE cốt lõi, thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed để xem lạm phát có đang giảm hay không. Nếu dữ liệu yếu hơn có thể sẽ làm tăng khả năng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trong năm nay và kịch bản đó sẽ hỗ trợ cho kim loại quý màu vàng. Ngoài ra, thị trường cũng sẽ đón nhận một số báo cáo kinh tế cùng với kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Còn ở tại thị trường trong nước, với chính sách bán hàng trực tiếp cho người dân thông qua các ngân hàng thương mại cùng với nhiều biện pháp kiểm soát thị trường, giá vàng miếng SJC dự báo sẽ không có nhiều biến động trong thời gian tới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.